Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thu hoạch niễng cho hiệu quả kinh tế cao. Công ty cổ phần ong mật Việt Ý ở xã Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát triển thương hiệu bền vững. Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc tại Ninh Bình. Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định xây dựng nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, bà con nông dân ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang chuẩn bị nhân lực để thu hoạch niễng. Ước tính mỗi sào niễng cho thu nhập từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Năm nay, xóm 8 xã Nghĩa An, huyện Nam Trực có hơn chục hộ gia đình tham gia trồng niễng với tổng diện tích hơn 8 hectare. Do thời tiết thuận lợi nên niễng được giá. Ngay từ đầu vụ, giá niễng dao động từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một bó 10 củ. Là địa phương có đồng đất phù hợp để trồng niễng, niễng của xóm 8 Nghĩa An mềm, giàu chất đạm và nhiều tinh bột, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và được người dân xem là đặc sản rau sạch, rau an toàn của địa phương. Dự kiến mùa thu hoạch niễng năm nay kéo dài đến hết tháng 10 âm lịch. Với sự nhanh nhạy theo xu thế của thị trường, cùng với khát khao vươn lên làm giàu, anh Ngô Đức Thắng ở thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng thành công mô hình VAC và được vinh danh là nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2018. Năm 2002, anh Thắng thuê toàn bộ diện tích khu cánh đồng lúa trũng thôn Cốc Khê làm trang trại nuôi vịt đẻ và trồng cây ăn quả. Vượt qua những lần được và mất, đến nay trang trại của anh đã phát triển quy mô gần 35 mẫu. Trong đó, 15 mẫu trồng cây ăn quả, 5 mẫu ao cá. Diện tích còn lại anh xây chuồng trại nuôi 7.000 con vịt đẻ và 20 máy ấp trứng. Bình quân mỗi ngày trang trại của anh xuất ra 4.000 con vịt giống. Cùng với đó, anh Thắng nhận bao tiêu sản phẩm cho 30 bà con nông dân trên địa bàn xã. Trung bình mỗi năm trừ chi phí trang trại cho thu lãi trên 7 tỷ đồng. Với tấm lòng nhân ái, anh Thắng đã giúp đỡ hàng chục hộ dân trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, tạo công ăn việc làm cho 25 lao động tại địa phương. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, năm 2017 anh nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Vừa qua, anh được vinh danh là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc. Công ty cổ phần ong mật Việt Ý ở xã Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là một mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Công ty đã mạnh dạn ứng dụng nuôi ong mật tạo ra sản phẩm chất lượng cao và đang xây dựng phát triển thương hiệu bền vững. Nghề nuôi ong mật ở thị xã Chí Linh có hàng trăm hộ gia đình tham gia. Trước kia, mô hình nuôi ong nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết và chưa am hiểu công nghệ, kỹ thuật nuôi ong tiên tiến hiện đại khiến thu nhập của người nuôi ong rất bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp. Từ lý do đó, năm 2005, Hợp tác xã ong mật Côn Sơn được thành lập. Đến năm 2008, chuyển đổi thành công ty cổ phần ong mật Việt Ý đã làm cho nghề nuôi ong lấy mật ở địa phương khởi sắc. Từ 7 thành viên ban đầu, đến nay công ty đã thu hút hơn 100 thành viên vệ tinh. Hiện tại, công ty có hơn 500 đàn ong, trong đó có 250 đàn ong ngoại và 300 đàn ong nội. Mỗi năm cho thu hoạch từ 7 đến 8 tấn mật. Bên cạnh đó, công ty còn cung ứng hàng nghìn đầu ong giống cho bà con, thu về hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm của công ty gồm mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa, sáp ong, keo ong đều có tác dụng góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe. Gia đình anh Nguyễn Văn Cương ở xã Cộng Hòa là thành viên của công ty, hiện nuôi gần 100 đàn ong, mỗi năm cho thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Mô hình và hiệu quả hoạt động của công ty ong mật vị chúng tôi là tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty với nhau, giữa người nuôi ong và đội ngũ kỹ thuật cũng như là lãnh đạo của công ty. Thì qua cái sự gắn kết này thì tôi thấy là cái sự đoàn kết tạo sự sức mạnh. Trong thời gian tới, công ty cổ phần ong mật Việt Ý sẽ tiếp tục triển khai những kỹ thuật mới về nuôi ong, tuyên truyền hướng dẫn, giúp người dân áp dụng các biện pháp để nuôi ong an toàn, khai thác được thế mạnh của địa phương như nguồn lao động, nguồn mật và phấn hoa, giúp người dân xóa bỏ được tập quán nuôi ong tự phát, không di chuyển đàn, giảm sự lây lan dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng mật ong. Thông qua đó, góp phần thiết thực vào chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với định hướng đưa chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc nhằm tri ân người hiến giác mạc và phát động phong trào hiến giác mạc tại địa phương.
Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tri ân người hiến rác mạc và biểu dương phong trào vận động người hiến rác mạc trên địa bàn huyện Kim Sơn, địa phương đi đầu trong phong trào hiến rác mạc có sức lan tỏa trên phạm vi toàn quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn đã ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến rác mạc, đem lại ánh sáng cho người khác, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức tôn giáo, gia đình, người thân của người hiến rác mạc đã nhiệt tình tham gia phong trào vận động hiến tặng rác mạc. Tại buổi lễ, Bệnh viện Mắt Trung ương đã trao tặng giấy ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và kỷ niệm chương cho 29 thân nhân gia đình có người hiến tặng rác mạc năm 2017, trong đó huyện Kim Sơn 27 người và 2 người của huyện Yên Khánh. Biểu dương 6 cộng tác viên đã có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến tặng rác mạc mang lại ánh sáng cho người mù. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi việc nâng bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình đã đề ra, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động xây dựng những mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế, đem lại những hiệu quả rất thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng. Mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Liễu Đề triển khai từ năm 2016 và lấy chi hội Nam Phú làm điểm. Từ 20 thành viên ban đầu, đến nay chi hội Nam Phú đã có 50 hội viên tham gia mô hình. Mỗi tháng, mỗi hội viên thực hiện tiết kiệm 50.000 đồng. Với cách làm này, để mua được bảo hiểm y tế, mỗi hội viên chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng. Ngoài ra, mỗi hội viên còn góp tiền mỗi tháng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng những hội viên nghèo. Cách làm này mang lại lợi ích thiết thực và phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ vùng nông thôn. Với những cách làm thiết thực và hiệu quả, Hội Phụ nữ thị trấn Liễu Đề không chỉ thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, mà ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc đưa luật bảo hiểm y tế dần dần đi vào cuộc sống, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Với mong muốn mỗi hội viên phụ nữ được chăm sóc sức khỏe chu đáo, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng tuyên truyền phổ biến đến hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức. Xã Khánh Vân là xã thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền tại 14 chi hội lồng ghép với kỳ sinh hoạt hội viên hàng quý. Trọng tâm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa, lợi ích và sự cần thiết khi tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Từ đó vận động hội viên phụ nữ tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, nhận thức của hội viên phụ nữ đã có chuyển biến rõ rệt. Sau một năm triển khai thực hiện, tỷ lệ hội viên phụ nữ trong toàn xã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 38%. Đây là con số được Hội Phụ nữ huyện Yên Khánh đánh giá là tỷ lệ tương đối cao đối với hội viên phụ nữ nông thôn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Trong cái thời gian tới là sẽ đi sâu vào các cái đối tượng mà chưa tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Đấy, để làm sao mà ngày càng hội viên phụ nữ cũng như là các cái thành viên gia đình là tham gia thẻ bảo hiểm y tế nhiều hơn. Đưa các cái mô hình cũng như là đưa các cái hỗ trợ cho của nhà nước cho chị em phụ nữ để chị em phụ nữ hưởng lợi, để thấy được là cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, để tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế tái tục cũng như là các cái thẻ bảo hiểm tái tục 5 năm đấy thì cái quyền lợi nó cao hơn, để cho chị em hiểu, để nắm được và tham gia, tiếp tục tham gia và tham gia nhiều hơn. Những việc làm của Hội Phụ nữ xã Khánh Vân đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ về quyền, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia, hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hiện tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thấp còi ở mức cao trên 24%, tỷ lệ thừa cân béo phì đang có xu hướng tăng nhanh. Khoảng 13% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu vitamin A và 69% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu kẽm. Để khắc phục tình trạng này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tham gia dự án giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam triển khai tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đây là năm thứ 3 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tiếp nhận dự án truyền thông giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam. Năm nay, toàn tỉnh có 40 trường mầm non và tiểu học với trên 24.000 học sinh được tham gia các buổi tọa đàm giao lưu về dinh dưỡng và phát sữa miễn phí.
giáo viên các nhà trường cũng được tập huấn về dinh dưỡng, vận động thể lực hợp lý cho trẻ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, hạn chế sự gia tăng tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em, thay đổi nhận thức thói quen về dinh dưỡng và vận động hàng ngày của phụ huynh học sinh, từ đó cải thiện sức khỏe, nâng cao thể lực và trí lực cho trẻ. Đó là những mục tiêu mà Dự án Giáo dục Dinh dưỡng và Phát triển Thể lực cho Trẻ Việt Nam đang hướng tới, qua đó cũng góp phần thực hiện tốt Đề án Phát triển Thể lực Tầm vóc Người Việt Nam và Chương trình Sữa Học Đường do Chính phủ đề ra. Thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới công tác quản lý, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện. Nhiều kết quả đã đạt được, song vẫn còn những vấn đề đang đặt ra trong đổi mới giáo dục đào tạo. Xác định giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học là điều kiện quan trọng để học sinh các bậc học tiếp theo phát triển nhân cách và tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, ngành giáo dục tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện triển khai mô hình lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trong lớp và ngoài sân trường. Bậc tiểu học tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, qua đó giúp cho học sinh phát triển trí thông minh để tiếp thu bài giảng tốt hơn. Đối với bậc trung học, ngành giáo dục chỉ đạo các nhà trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Các chủ đề dạy học được lồng ghép với việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo hướng nghiên cứu bài học, nội dung giáo dục tích hợp ở một số môn học như giáo dục bảo vệ môi trường, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục kỹ năng sống đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng đại trà cũng như chất lượng học sinh giỏi. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề đang đặt ra đòi hỏi ngành giáo dục phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là dạy ngoại ngữ, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm và thu góp không đúng quy định. Tại một số cơ sở giáo dục, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, đẩy nhanh tiến độ sáp nhập các cơ sở giáo dục trong tỉnh, theo đúng lộ trình đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng. Tại trường trung học cơ sở Bồ Đề, Phòng Tư pháp và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực học đường. Gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Bồ Đề được báo cáo viên của Sở Tư pháp tuyên truyền về những nguyên tắc cơ bản, các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đặc biệt là những quy định một số lỗi thường gặp khi tham gia giao thông đối với các em học sinh khi lưu thông bằng xe đạp điện như phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, đi xe hàng đôi, hàng ba. Các em còn được trang bị những kiến thức liên quan đến phòng chống bạo lực học đường, nguyên nhân hậu quả, những quy định của pháp luật có liên quan trong việc xử lý đối với hành vi bạo lực học đường, qua đó góp phần hạn chế sự gia tăng và ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Gắn với những danh nhân sự kiện lịch sử cách mạng, di tích lịch sử là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống cách mạng của quê hương đất nước. Do đó, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của những di tích này không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn góp phần phát triển du lịch của tỉnh Thái Bình. Phản ánh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử quốc gia, đền Hạ Đồng, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đền Hạ Đồng, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy là nơi thờ mẫu Hoàng Phi Cống Đương cùng các tướng sĩ đã có công dựng nước và giữ nước ở thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và công thần hộ quốc Đặng Công Kỳ, người có công trong việc ổn định triều chính thời Hậu Lê cuối thế kỷ thứ 18. Đền Hạ Đồng và lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng trung quân ái quốc, tình hiếu nghĩa thủy chung và là nơi sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người dân Thụy Sơn. Đền Hạ Đồng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong đền hiện còn thờ pho tượng cổ mẫu Cống Đương Phu Nhân, bài vị và các sắc phong. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Ban Quản lý Di tích Đền đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về giá trị của di tích, đồng thời trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị của di tích. Lễ hội năm nay, khu di tích Đền Hạ Đồng đã được quy hoạch lại, phần lớn các hạng mục trong quy hoạch đã được hoàn thiện. Quy mô tổ chức của lễ hội lớn hơn với các nghi lễ như rước hội tụ, tế mẫu và hát chầu văn. Phần hội có nhiều nội dung phong phú với các trò chơi dân gian độc đáo. Hiện công tác chuẩn bị được cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai hội. Đền Hạ Đồng, xã Thụy Sơn là nơi giáo dục truyền thống cho toàn thể nhân dân. Lễ hội năm nay có mở rộng hơn và nhiều những cái hoạt cảnh xây dựng để tái hiện trong quá trình
dựng nước giữ nước của ông cha ta ngày xưa tại nơi đây. Việc tổ chức lễ hội đền Hạ Đồng hàng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân mà còn là dịp quảng bá và từng bước đưa lễ hội trở thành một điểm đến hấp dẫn trong hệ thống du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh của tỉnh Thái Bình và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7, sau khi nhận được thông báo số 1 của Ban tổ chức Liên hoan Chiếu chèo tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ 2 năm 2018, các chiếu chèo đã khẩn trương tập luyện để chuẩn bị tiết mục tham dự liên hoan. Đến nay, Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn 20 chiếu chèo vào vòng chung khảo. Theo danh sách đăng ký của Ban tổ chức, năm nay có hơn 40 đội đăng ký tham gia Liên hoan Chiếu chèo Làng Tôi tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ 2 năm 2018. Tỉnh Hưng Yên có các đội sau: chiếu chèo xã Thanh Long, chiếu chèo thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, câu lạc bộ chèo xã Yên Phú của huyện Yên Mỹ, câu lạc bộ chèo thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, chiếu chèo thôn Dinh Quốc, xã Lương Tài và câu lạc bộ chèo thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Văn Lâm, câu lạc bộ thơ ca Nguyễn Thiện Thuật, chiếu chèo thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến và câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của huyện Khoái Châu, câu lạc bộ chèo Trà Bồ, xã Phan Sầu Nam của huyện Phù Cừ, câu lạc bộ chèo khu Tiên Xá, thị trấn Vương, câu lạc bộ đàn và hát dân ca của huyện Tiên Lữ, đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ xã Phương Triều, câu lạc bộ chèo thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, câu lạc bộ Sao Mai, thành phố Hưng Yên. Các tỉnh bạn gồm có các chiếu chèo xóm Chảy, xã Hà Châu, câu lạc bộ chèo Thái Nguyên của tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ Còn Duyên của tỉnh Vĩnh Phúc, chiếu chèo Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình, câu lạc bộ chèo thôn 7, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định, câu lạc bộ chèo xã Nam Hồng, câu lạc bộ chèo xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, câu lạc bộ thôn Đông Chữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tỉnh Hải Dương gồm các đội: câu lạc bộ Bông Sen, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kinh Môn, câu lạc bộ yêu thích dân ca và chèo tự nguyện Chí Linh, chiếu chèo Chí Linh, câu lạc bộ nghệ thuật khu 18, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Qua quá trình thẩm định sơ loại đến nay, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 20 đội tiêu biểu nhất đưa vào vòng chung khảo của giải gồm các đội sau: câu lạc bộ chèo Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình, câu lạc bộ dân ca và chèo huyện Đông Anh, Hà Nội, câu lạc bộ xóm Chảy, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, chiếu chèo Chí Linh, Hải Dương, câu lạc bộ Thanh Long, Yên Mỹ, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, câu lạc bộ yêu thích dân ca và chèo tự nguyện huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, câu lạc bộ Hoa Sen, Trung tâm Văn hóa huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, câu lạc bộ Còn Duyên, tỉnh Vĩnh Phúc, câu lạc bộ chèo thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, câu lạc bộ Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, câu lạc bộ Hương Quê, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, câu lạc bộ chèo Trà Bồ, xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cừ, câu lạc bộ thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, chiếu chèo Trung tâm Văn hóa huyện Văn Lâm, chiếu chèo thôn 7, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, chiếu chèo huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, câu lạc bộ nghệ thuật khu 18, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương và chiếu chèo thôn Dinh Quốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Liên hoan sẽ được diễn ra từ tối thứ 6 ngày 26 tháng 10 cho đến hết tối chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018. Vào tối ngày 28 tháng 10 là chương trình truyền hình trực tiếp trao giải nhất, nhì, ba cho các chiếu chèo xuất sắc và nhiều giải khác. Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời đến chính quyền địa phương và các đội được lựa chọn vào vòng trong của giải. Những chiếu chèo có tên trên nên theo dõi thường xuyên các kênh thông tin như trang thông tin điện tử, sóng phát thanh, sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên để kịp thời cập nhật thông tin của Ban tổ chức liên hoan. Với những gia đình nông thôn thì việc tổ chức một đám cưới khá đơn giản nhờ nhà cửa và đất đai rộng rãi. Tuy nhiên, với những gia đình ở thị trấn hay khu đô thị thì gặp không ít những khó khăn. Đó cũng là lý do nhiều nhà dựng tạp cưới ra giữa đường, kéo theo đó là những hiểm họa về an toàn giao thông và phiền hà cho người đi đường. Những hình ảnh mà nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình ghi lại được ở đường 14 tháng 10 thị trấn Tiền Hải vừa qua sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Thông thường, dạp cưới sẽ được gia chủ dựng trước hôm cưới chính từ 1 đến 2 ngày. Đường nhỏ dựng dạp nhỏ, đường to thì dựng dạp to. Đôi lúc tận dụng ngay lòng đường làm bãi giữ xe cho khách, buộc người đi đường chỉ còn cách chen chúc ở làn đường nhỏ hẹp còn lại hoặc phải tìm hướng đi khác. Chưa kể đến việc dựng dạp cưới dưới lòng đường che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông mà còn gây lộn xộn, làm phức tạp tình hình giao thông qua khu vực. Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, thì hành vi dựng dạp trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ sẽ bị xử phạt lên tới 6 triệu đồng. Ngoài ra, trong trường hợp việc dựng dạp lấn ra giữa đường dẫn đến tai nạn chết người, thì cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Hiện nay đang là mùa cưới, việc dựng dạp cưới xuống lòng đường sẽ diễn ra ở nhiều nơi.
Do vậy, chính quyền các địa phương cần quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.